trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà để mà các bạn kiểm tra sơ bộ coi cái tai nghe Bluetooth của các bạn có bị hư IC Bluetooth hay không. Thì cái dấu hiệu đầu tiên khi mà các bạn bật cái thiết bị như cái điện thoại hoặc máy tính bảng lên đó, khi mà các bạn bật cái tai nghe Bluetooth lên nè, mở nguồn lên, đồng thời các bạn bật Bluetooth đó thì nó sẽ không nhận nha. Ở đây nó cứ quay vòng vòng như thế này á mà nó không tìm ra cái thiết bị Bluetooth. Thì trong cái tai nghe này các bạn, nó được thiết kế một cái con IC Bluetooth ha. Đây, IC lớn nhất luôn nha. Bất kỳ tai nghe nào á nó cũng có con IC Bluetooth dùng để thu phát tín hiệu Bluetooth. Bluetooth đó là cái tín hiệu tần số sóng điện từ. Đây con IC chính của nó nè các bạn, IC Bluetooth luôn nè. Nó có tần số giống như tần số của tín hiệu Wi-Fi á, là tần số khoảng 2.4 GHz nha. Ở đây trong những cái video trước á và cái cách sửa tai nghe Bluetooth đó thì sẽ có hai cái ban chính, một là ban nguồn và ban sóng ha. Ban nguồn á, hồi trước mình đã hướng dẫn các bạn cái cách sửa là mất nguồn nè, sạc không vào nè, hư pin, chai pin. Thì đây á có nhiều nguyên nhân là do cái jack sạc nè, cổng sạc micro USB á của tai nghe Bluetooth á, nó có thể bị hư, bị vô nước, bị ra ten hoặc là sạc lỏng. Còn cái vấn đề nữa là không nguồn á, là do cái cục pin của nó, pin hư nha các bạn, pin hư, pin chai, pin không cầm hoặc là sạc không vào pin á, là những cái ban này á gây ra hiện tượng là mất nguồn tai nghe Bluetooth nha. Mình gọi chung là cái ban nguồn. Còn hôm nay á, mình sẽ nói về cái ban sóng của nó nha các bạn. Trường hợp mà sóng yếu nè, hoặc là không phát sóng Bluetooth, hoặc là những cái trường hợp mà tai nghe bị hư cái IC Bluetooth bên trong. Là những IC như thế này á, nó bị hư nha các bạn. Những cái tai nghe này á, hoặc là cái mấy cái thiết bị mà micro di động hay là cái gì á, đa phần á, là nó hay, rất là hay hư cái con IC Bluetooth này nha. Thì vấn đề trước tiên á, các bạn khi mà thiết bị của các bạn không kết nối được với tai nghe Bluetooth á, thì các bạn thử reset lại đây nha. Nào, reset tai nghe nè, các bạn có thể tắt mở nguồn lại hoặc các bạn bấm giữ nút nguồn á, giữ có một vài giây cho nó báo cái đèn đỏ, tại vì có hai đèn, đèn xanh đèn đỏ, báo lên đỏ mà nó tự reset lại á. Đây là cái phần reset tai nghe Bluetooth ha. Hoặc là bạn tắt mở nguồn nó cũng tự reset lại. Cái trường hợp thứ hai là bạn kiểm tra anten Bluetooth coi có nó có bị bung hay không, bị hở không, bị mất cái linh kiện như trên đây nè. Nói chung là cái phần này là phần sóng thu phát sóng này, đường mà đường anten, đây là đường mạch anten của tai nghe Bluetooth nha. Các bạn xem coi nó bên đây á, nó có bị rơi vỏ hoặc là chóc linh kiện không, nó làm mất cái đường từ cái con IC Bluetooth đó đến cái anten, nó sẽ làm mất sóng luôn nha, không thu phát sóng được. Các bạn kiểm tra sơ bộ phần cứng cho mình. Những cái đường anten đây này nối với con tụ hoặc là cuộn dây á. Thì để mà đo thì các bạn có thể dùng cái đồng hồ VOM á, các bạn đo thông mạch từ cái bất kỳ điểm nào trên anten này nè, rồi so đến cái điểm mà chân linh kiện cuối cùng mà đầu ra của cái bo mạch á, coi nó thông hay nó bị đứt hở không. Nhiều khi nó chóc cái mối hàng này nè là nó bị hở mạch nha, để lúc đó là các bạn không thu phát sóng Bluetooth được. Tiếp theo nữa là đến cái vấn đề thứ ba,
Nè, các bạn kiểm tra cái đèn led báo nha các bạn. Đèn led báo này á, cái đèn đỏ nó sẽ chớp nha các bạn. Tại vì mỗi cái tai nghe Bluetooth đó, nó sẽ có hai một cái đèn xanh dương, một cái đèn đỏ. Một khi nó thu phát sóng á, nó sẽ báo liền nha các bạn. Trường hợp mà nó báo đèn xanh dương mà nó không báo đèn đỏ là các bạn nghi ngờ là cái con IC Bluetooth này á, nó không hoạt động ha. Và có hai đèn nè, đèn led xanh, một cái xanh dương, cái đèn đỏ, nó phải báo hai đèn luôn nha là nó mới hoạt động tốt. Còn trường hợp mà nó báo, các bạn cảm thấy mà nó báo một đèn á, là có khả năng là cái con IC Bluetooth này nó không phải hoạt động nha. Nhiều khi á, con led này nó chết đó thì nó cũng báo như vậy. Thì ở đây á, mình nói một cái dấu hiệu để các bạn nhận biết sơ bộ thôi chứ không phải là chính xác. Tại vì nhiều khi á, con led này nó chết á thì cái, nhưng mà cái con IC Bluetooth này nó vẫn hoạt động bình thường nha. Thế này cái, nói chung là mình nói về cái dấu hiệu sơ cơ bản để mà lúc đầu á, các bạn có thể biết được là cái con IC Bluetooth này có hoạt động tốt hay không. Cái vấn đề cuối cùng á là các bạn dùng cái bộ nguồn cấp nguồn điện thoại á, để kiểm tra cái kim dòng của cái tai nghe Bluetooth này có năng dòng như thế nào nha. Thì đối với cái con IC Bluetooth này á, tốt nhất á, nếu mà nhà các bạn có cái máy dao động ký á, oscilloscope á, thì các bạn đo được chính xác cái con IC Bluetooth này nó còn hoạt động hay không, hoạt động tốt hay không nha. Thì nó đo cái đường tín hiệu có vào có ra, tại vì nó báo sóng hết. Trường hợp nào nó mất sóng hoặc là sóng nó không có là chắc chắn là IC Bluetooth này nó hư rồi, các bạn chắc bắt buộc phải thay. Còn ở đây á, mình sẽ dùng cái đồng hồ cấp nguồn cho điện thoại di động á, mình sẽ đo kiểm tra dòng và mình xác nhận ra là cái IC Bluetooth này á còn hoạt động được hay không nha. Để mà các bạn từ đó các bạn có hướng để mà các bạn thay thế IC Bluetooth. Mà mình dùng cái bộ cấp nguồn điện thoại nha, các bạn không cần cái oscilloscope dao động ký. Như các bạn cũng đã biết á, là trên cái con IC Bluetooth này á, nó sẽ có con thạch anh tạo cái xung dao động, là thạch anh 4 chân nè. Mạch nào nó cũng có hết nha các bạn, để cho nó hoạt động á. Thì nói chung là trong mạch này á, thạch anh là nó ít khi bị hư nha. Là chỉ đa phần á, nó chỉ hư nhiều nhất là cái con IC Bluetooth này. Thì trường hợp mà nó không kết nối được hay không có các bạn không nhận thấy được cái sóng Bluetooth á, nó không bắt được á, là chắc chắn các bạn móc con này ra các bạn thay là ok. Ở đây á, mình sẽ có hai cái tai nghe, một cái tai nghe tốt và một cái tai nghe hư là không nhận được Bluetooth nha. Sau đây mình sẽ dùng một cái bộ cấp nguồn cho điện thoại, mình sẽ đo dòng coi xác định được cái con IC Bluetooth nào còn tốt và IC Bluetooth nào bị hư. Với cái bộ cấp nguồn điện thoại này á, mình sẽ chỉnh cái điện áp lên khoảng là 3.7V hoặc là khoảng dưới khoảng 4V, dưới 4V nha các bạn, 3.7-3.8V thôi. Nè, tại vì bất kỳ cái loa Bluetooth nào nó cũng có pin bên trong, pin của nó cũng có điện áp. Đây nè các bạn, 3.7V, đây là pin li polymer nha, nó giống như cục pin trong smartphone bây giờ là mấy cái của hãng iPhone nè, Samsung nè, Nokia, nói chung là toàn bộ mấy cái hoặc là Apple Watch đó, nó đều là sử dụng những cái loại pin này. Ở đây các bạn chỉnh cho mình cái mức khoảng 3.7V, 3.8V thôi. Rồi mình dùng cái kẹp của nó nha. Mình sẽ thay cục pin để mà đo được cái dòng nó ăn bao nhiêu. Mình sẽ thử nghiệm cho các bạn thấy. Đây là cái tai nghe thứ nhất, tai nghe tốt của mình nha. Các bạn lật phía sau ra, các bạn tìm cái đúng cái chân, nó có hai chữ B cộng B trừ nè, cái chân cấp nguồn của nó nè. Các bạn lấy hai sợi dòng các bạn hàn vô,
hàng đúng chiều nha các bạn. Nói chung á, cách này á, các bạn có thể được phát hiện được coi Isaloo Bluetooth của mình á còn hoạt động được hay không. Đây, mình đã hàng 2 giây rồi. Còn cái tai nghe còn lại á, mình sẽ lấy bo mạch ra, mình cũng hàng tương tự như vậy. Mình tháo cục pin ra luôn nha. Trong quá trình mà các bạn sửa chữa, các bạn cũng làm tương tự như mình là được. Các bạn tháo hai đầu dây pin ra, các bạn lấy cái hai cái sợi dây các bạn hàn lại vô đúng vị trí vừa tháo. Rồi các bạn kiểm tra coi đừng hàn, đừng để cho nó chạm chì lem chân. Rồi đây là đầu dây dương nha. Đường B cũng là đường B cộng B trừ luôn. Các bạn chú ý quan sát dây âm á, các bạn cũng hàn một sợi dây cho mình để bạn đó mà các bạn kẹp nguồn vô quan sát cho nó dễ. Rồi xong rồi các bạn. Đây mình được hai dây nguồn của nó. Thì bất kỳ tai nghe nào á, các bạn cũng có thể làm được như thế này. Sau đây mình sẽ tiến hành mình cấp nguồn vô, mình khởi động. Như các bạn cũng đã biết á, là để cho con IC Bluetooth này á, nó hoạt động á, thì nó cần có một cái xung dao động. Nó lấy từ cái con thạch anh này, đưa vô cái mạch dao động bên trong con IC Bluetooth này. Thì lúc này á, khi nếu mà con IC Bluetooth này nó hoạt động á, thì kim dòng nó sẽ nhịp nha các bạn. Nó sẽ dao động nhích nè, là chứng tỏ cái con IC Bluetooth này nó hoạt động. Còn trường hợp mà IC Bluetooth này á, kim nó không hoạt động, nó đứng yên, thì chắc chắn là con IC Bluetooth này nó hư ha. Tại vì cái con thằng anh này á, là ít khi hư, nó hiếm khi hư lắm. Mà đa phần hư nhiều là cái con IC Bluetooth này. Tóm lại cái cách xác định con IC này nó hư hay không, thì các bạn nhìn cái kim dòng nè. Trường hợp mà nó đứng nó không dao động á, là cái con IC Bluetooth này nó hư. Còn trường hợp là kim nó nhích như vậy á, là IC Bluetooth nó tốt nha các bạn. Đây mình tiến hành mình kiểm tra nha các bạn thấy. Rồi mình sẽ cặp nguồn nha. Cái con IC Bluetooth thứ nhất. Các bạn kẹp đúng chân nha, chân dương âm. Rồi các bạn nhấn nút Power Key, cái nút mở nguồn. Các bạn quan sát cái kim dòng cho mình nè. Đó, nó khởi động lên nha. Các bạn thấy không? Cái trường hợp này á, chỉ có đèn xanh nó chớp hay đèn đỏ không chớp. Đây nè, đèn LED báo á, đèn xanh chớp và đèn đỏ không chớp nha. Trường hợp này nó, cái con IC Bluetooth á, nhiều khả năng là các bạn quan sát cái nhiều khả năng nó bị hư. Đó, các bạn nhìn thấy kim dòng không? Từ lúc đầu nút stop khởi động là hai đèn nó phải chớp, còn được trường hợp này là nó không chớp luôn, không chớp đèn đỏ, chỉ có đèn xanh nó chớp thôi. Kim dòng đứng yên, nó không nhích gì nha các bạn. Đó, đối với những trường hợp mà tai nghe Bluetooth mà các bạn gặp trường hợp này, các bạn bóc con IC Bluetooth này ra, các bạn thay cho mình là ok, là nó bị hư IC Bluetooth nè. Các bạn tìm đúng mã số của IC, các bạn thay vô là xong ha. Còn đây là cái trường hợp thứ hai của mình. Tai nghe Bluetooth tốt nha.
mình cũng cấp nguồn tương tự. Rồi các bạn kẹp nguồn vô. Rồi lúc này mình sẽ bấm bao bậc kia nha, đúng mỗi nguồn nha. Rồi quan sát cái kim dòng cho mình luôn nha. Sao nó báo hai đèn nha, đèn xanh đèn đỏ. Các bạn để ý kim dòng cho mình. Cho chế độ standby nó sẽ nhịp kim nha. Nó giống như trong điện thoại di động á, nó sẽ nhịp. Là IC Bluetooth này tốt. À, lúc này khi mà các bạn bật điện thoại lên, các bạn sẽ nhận được cái tai nghe Bluetooth. Tôi sẽ báo kết nối nha. Khi mà ở trong cái chế độ standby, chế độ nghỉ của nó, các bạn thấy kim á, nó nhích giống như cái điện thoại động á, nó sẽ nhịp. Còn trường hợp mà cái tai nghe Bluetooth đó mà nó hư á, là cái kim này không nhịp nha các bạn. Đây trường hợp nó nhịp nè. Các bạn thấy không, cái kim của nông của mình á, nó sẽ nhích nhích nha, nó nhích nhích nhích. Nó nhích lên nhích xuống, nhích lên xuống. Là những trường hợp này á, là con IC Bluetooth của mình á, là hoạt động tốt nha. Nói chung là các bạn kiểm tra cái kim của mình nó nhịp nè, nó nhịp nhích nhích lên nhích xuống lên cái giống như cho đọc đồng hồ á. Rồi trường hợp này á thì các bạn chỉ cần bật điện thoại lên kết nối Bluetooth là xong. Nè. Tích chơi nha, Bluetooth Music nha. Nè, đã kết nối nha các bạn. Rồi các bạn, trường hợp này á, các bạn có thể vô nghe nhạc hoặc là vô trả lời cuộc gọi á. Rồi như đây mình thử vô một cái video đi. Các bạn nhìn thấy không? Nó phát bên đây nè, nó phát loa nè, cái loa này không nghe. Để cái tai nghe Bluetooth đó, nó nghe nha các bạn. Đồng thời khi mà cái loa Bluetooth nó hoạt động á, là nó dòng nó ăn lên hơn một chút xíu nữa nha các bạn, vẫn hoạt động ha. Còn đây trường hợp á, mình sẽ tắt cái tai nghe Bluetooth đi, coi nó còn phát không. Đây nè. Chào các bạn, trong video này mình sẽ đi tìm hiểu cái thành phần nào quan trọng nhất trong. Rồi mình bật lại cái thử cái Bluetooth coi nó nhận không nha. Đây mình tích vô cái chỗ Bluetooth Music à. Đã kết nối. Vô lại cái YouTube hôm nãy mình coi. Các bạn nghe thử coi. Các bạn vô có thể vô YouTube nghe nhạc hoặc là vô xin MP3 hoặc là cái nhạc của tôi gì á. Các bạn nghe nhạc ha. Nghe tao coi tai nghe Bluetooth này. À, nó không còn qua cái điện thoại nữa mà nó vô tai nghe Bluetooth rồi.
Đây, còn đối với những cái trường hợp mà tai nghe như thế này á, bị hư IC Bluetooth đó, thì nó không thông báo cái đèn led đỏ này. Đồng thời mình sẽ không được nhận Bluetooth nha. Nó không nhận ra được. À, chỉ có đèn xanh thôi, nó không báo đèn đỏ ha. Kim á, các bạn chú ý quan sát cái kim cho mình nha. Cái kim của ở đây á, nó không nhịp nha. Các bạn để cho chế độ standby á, nên được kim nó sẽ đứng yên, nó không nhịp. À, còn trường hợp mà mình bật Bluetooth á, là nó sẽ không nhận được. À, hai cái thiết bị lúc đầu thôi. À, không có thiết bị mới nha các bạn. Nó không có thu phát Bluetooth được. Là cái tai nghe này bị hư IC Bluetooth nha. À, kim nè, nó đứng yên, nó không nhịp luôn nha. Chế độ standby, các bạn chú ý cho mình cái standby của nó. Chế độ chờ để rồi nghỉ á. Đó, cái kim của mình đứng yên, không có nhúc nhích gì luôn á. Là chứng tỏ cái mạch dao động bên trong cái con IC Bluetooth này á, nó không hoạt động. Đấy, còn những cái con IC Bluetooth này nè, nó hư ha. Thì đối với những trường hợp mà nó hư á, thì các bạn tìm mua con IC Bluetooth khác thay, hoặc là các bạn độ chế cái con IC Bluetooth khác. Hoặc nhanh nhất á, là các bạn nếu trường hợp cái tai nghe này á, nó rẻ tiền á, thì các bạn có thể mua cái tai nghe Bluetooth khác là xong. Các bạn không cần phải sửa nữa. Tại vì giá hiện tại giờ là mấy cái tai nghe của mình á rất là rẻ, nó không còn mắc như hồi xưa nữa. Thì mình có thể trường hợp mà nó hư á, mà đối với chi phí mà sửa chữa mà nó cao quá, thì các bạn có thể thay luôn, mua luôn cái, bỏ cái cũ đi, các bạn mua cái mới nha. À, chưa, cái kim nè, kim dòng của mình sẽ đứng yên luôn, không dao động luôn. Đây là mặc dù đèn led nó báo vẫn báo. À, đây là cái cách xác định được cái con IC Bluetooth này nó còn hư hay là nó tốt nha các bạn. Rồi, và là video này mình đã hướng dẫn các bạn cái cách kiểm tra sơ bộ cái phần sóng của tai nghe Bluetooth nha. Đặc biệt cụ thể ở đây là kiểm tra con IC Bluetooth này. Video này đến kết thúc nha các bạn. Các bạn có ý kiến thắc mắc gì các bạn để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.